Những sự thật về Moscow, xoáy hạm biển đen vừa bị chìm của Nga, tin từ Reuters được đăng trên VOA tiếng Việt. Dưới đây là một số sự thật về Moscow, xoáy hạm thời Liên Xô của hạm đội biển đen của Nga đã bị chìm hôm 14 tháng 4 sau một vụ hỏa hoạn theo lời Bộ Quốc phòng Nga. Ukraine thì cho biết vụ hỏa hoạn đó là do họ tấn công bằng tên lửa. Mức độ thiệt hại, Bộ Quốc phòng Nga được các hãng thông tấn Nga dẫn lời thừa nhận rằng chiếc tuần dương hạm này bị hư hại nghiêm trọng và cho biết một vụ nổ đạn dược gây ra đám cháy và con tàu bị chìm trong vùng biển động khi nó đang được lái dắt trở lại cảng. Còn Kiev cho biết tàu bắt đầu chìm sau khi ngọn lửa bùng phát. Con tàu được cho là đang nằm ở biển đen ngoài khơi cảng Odessa của Ukraine vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Ý nghĩa dù nguyên nhân là gì vụ việc này là do một bước lùi của nga nếu khẳng định của ukraine rằng họ đã dùng tên lửa tấn công xoáy hạm là đúng thì hành động này sẽ đi vào lịch sử như một là trong những cuộc tấn công hải quân nổi bật nhất trong thế kỷ cho đến nay Moscow là chiến hạm lớn nhất của Nga bị hư hại do hỏa lực của kẻ thù kể từ năm 1941 khi các máy bay ném bom của Đức làm tê liệt thiết giáp hạm Marat của Liên Xô ở cảng Kronstadt, các nhà phân tích quân sự cho biết. Còn nếu nguyên nhân là vụ nổ nào đó, trên tàu gây ra, đây sẽ là soái hạm thứ hai của hạm đội Biển Đen bị loại khỏi vòng chiến theo cách này. Thiết giáp hạm Imperatissa Maria chìm hồi năm 1916 sau vụ nổ do đạn dược. Các chuyên gia không cho rằng việc Nga mất xoáy hạm Moskva có thể có tác động lớn đến cái mà Nga gọi là chiến dịch đặc biệt của họ ở Ukraine. Con tàu thực sự rất cũ, trên thực tế đã có kế hoạch loại bỏ nó trong năm năm nay, nhà phân tích quân sự Nga Alexander Kramstikhin cho biết. Nó có giá trị vị thế hơn là giá trị chiến đấu thực sự và nói chung nó không liên quan gì đến chiến dịch hiện tại. Nó sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình chiến tranh. Nga có đủ nguồn lực để duy trì phong tỏa các cảng của Ukraine và tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Ukraine bằng các hệ thống tên lửa khác, các chuyên gia cho biết. Hỏa lực, xoáy hạm được trang bị nhiều tên lửa chống hạm và tên lửa đất đối không. Nga có hai tàu khác cùng lớp Marshall-Yutinov và Vaja, vốn phục vụ lần lượt trong các hạm đội biển Bắc và hạm đội Thái Bình Dương. Các chiến hạm này được thiết kế ở Liên Xô vào cuối những năm 1970 để đối chọi lại các nhóm tàu sân bay Mỹ và bảo vệ bầu trời cho các tàu Liên Xô hoạt động ở các đại dương xa xôi. Chúng được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay vào thời điểm đó. Lịch sử, Moskva lần đầu tiên được đưa vào phục vụ trong hải quân Liên Xô vào năm 1983 sau khi được chế tạo ở Ukraine, lúc đó còn thuộc Liên Xô và được gọi là Slava hay Glory vào thời điểm đó. Nó được đổi tên thành Moskva vào năm 1995 sau khi Liên Xô sụp đổ. Con tàu giúp đảm bảo an ninh cho cuộc họp của nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và tổng thống Hoa Kỳ George Bush tại Manta vào tháng 12 năm 1989. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tổ chức các cuộc họp trên tàu với các nhà lãnh đạo thế giới. Moscow đã tham gia vào một cuộc phong tỏa hải quân Ukraine vào tháng 3 năm 2014 do thời gian ngắn nằm trong kế hoạch sát nhập bán đảo Crimea của Nga. Năm 2015, nó được triển khai đến hiến dịch quân sự của Nga ở Syria giúp phòng không cho các lực lượng Nga ở đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Những sự thật về Moscow, xoáy hạm biển đen vừa bị chìm của Nga. Tin từ Reuters được đăng trên VOA Tiếng Việt do ý nhi thời báo.de trình bày. Cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào bản tin lần tới. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào tạm biệt. Khủng hoảng thiếu chứng minh thừa là đại họa Giá nhiên liệu ở Việt Nam vừa giảm khoảng 800 đồng đối với một lít xăng và khoảng 700 đồng đối với một lít dầu. Tuy nhiên, ở mức khoảng 27.000 đồng một lít xăng và 23.000 đồng một lít dầu, giá nhiên liệu vẫn là gánh rất nặng cho cả kinh tế lẫn dân sinh. Giá nhiên liệu ở Việt Nam vừa giảm khoảng 800 đồng đối với một lít xăng và khoảng 700 đồng đối với một lít dầu. Tuy nhiên, với mức khoảng 27.000 đồng một lít xăng và 23.000 đồng một lít dầu, giá nhiên liệu vẫn là gánh rất nặng cho cả kinh tế lẫn dân sinh. Chẳng riêng người nghèo, giới nào tại Việt Nam cũng thiệt do vật giá gia tăng. Đại dịch COVID-19 dẫn tới sự đứt gãy, thiếu hụt nguồn cung, nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm trên diện rộng, cùng với những tác động từ việc trừng phạt Nga xâm lược Ukraine tiếp tục khiến cả thế giới lao đào, kinh tế của nhiều quốc gia trao đảo nhiều hơn do giá nhiên liệu tăng, mức độ lạm phát càng ngày càng cao. Cách thức ứng phó của nhiều quốc gia trong cuộc khủng hoảng có tính chất toàn cầu vì thiếu hụt đủ thứ và rất khó đoán định cho thấy bản lĩnh tầm vóc của từng chính phủ. Trong bối cảnh như thế, so cách thức ứng phó của từng quốc gia không chỉ thấy năng lực mà còn có thể nhận ra bản chất của từng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền. Tuần trước, Korean Broadcasting System, hệ thống phát thanh truyền hình quốc gia của Nam Hàn, với 7 đài phát thanh, 10 kênh truyền hình và hàng chục trang web, giới thiệu ba gói hỗ trợ mới của chính phủ Nam Hàn để giảm bớt sức nặng do giá dầu thô leo thang, vốn đang đè trên vai doanh giới và dân chúng Nam Hàn. Theo đó, thuế xăng dầu tiếp tục được giảm thêm 10%, nâng tỷ lệ thuế được giảm lên 30%, công bố cụ thể mức trợ cấp chi phí xăng dầu cho xe bus, xe vận tải, gia hạn việc áp dụng thuế suất là 0% đối với LPG, khí tự nhiên hóa lỏng, loại nhiên liệu đang được nhiều phương tiện vận chuyển cá nhân và vận tải công cộng tại Nam Hàn sử dụng thay xăng dầu đến tháng 7. Chính phủ Nam Hàn còn công bố kế hoạch trợ cấp trong vòng 3 tháng cho xe bus, xe vận tải, tàu chở hàng ven biển, vận hành bằng dầu, diesel, do nhiều taxi và xe vận tải nhẹ. Phần lớn có chủ là tiểu thương sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng, LBG. Ngoài việc gia hạn thuế suất 0%, chính phủ Nam Hàn sẽ giảm 30% thuế doanh thu đối với phương tiện giao thông vận tải dùng khí tự nhiên hóa lỏng, LBG. Để giảm bớt khó khăn cho doanh giới, chính phủ Nam Hàn quyết định áp dụng mức thuế nhập cảng là 0% cho tới cuối năm đối với nhôm, tấm dùng trong sản xuất pin, thứ cấp và xe hơi. Ngoài thép, trong năm nay sẽ tăng lượng dự trữ 6 loại kim loại khác lên mức 250.000 tấn. Do lượng ngũ cốc nhập cảng từ Ukraine khiếm hụt, Chính phủ Nam Hàn đã nhập thêm bắp từ các nguồn khác kèm cam kết nếu giá cả và cung cầu nông sản bất ổn thì sẽ mở kho dự trữ lương thực để cung cấp cho các chợ bán sĩ trên toàn quốc để giảm nhiều hơn gánh nặng cho dân chúng về chi phí sinh hoạt. Chính phủ Nam Hàn tuyên bố sẽ dành hỗ trợ có tính cách ưu đãi cho những địa phương có biện pháp cụ thể nhằm giữ giá nước sạch, phí xử lý nước thải ổn định. Có một điểm đáng chú ý là sau những thông tin vừa kể thông qua GPS, chính phủ Nam Hàn đề nghị doanh nghiệp trong nước nhanh chóng làm cho việc giảm thêm thuế xăng dầu thể hiện rõ ràng trong giá bán để người tiêu dùng, dân chúng Nam Hàn có thể cảm nhận ngay được hiệu quả của các gói hỗ trợ. Còn tại Việt Nam, tuy danh giới và dân chúng cũng hết sức chật vật do khủng hoảng thiếu lan rộng trên phạm vi toàn cầu nhưng hệ thống chính trị hệ thống công quyền không có bất cứ giải pháp cụ thể nào nhằm giảm bớt sức nặng của tình trạng vật giá đặc biệt là giá nhiên liệu gia tăng ở cuộc họp giữa chính phủ và chính quyền các địa phương về tình hình kinh tế xã hội của quý 1 năm 2022 và tháng 3 năm 2022 diễn ra cùng thời điểm với việc chính phủ Nam Hàn công bố các gói hỗ trợ vừa kể cả doanh giới lẫn dân chúng thì thấy Thủ tướng Việt Nam tuyên bố kinh tế xã hội cả nước sẽ có khí thế mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững hơn. Trước đó khoảng một tuần, khi tất cả các giới đang rên xiết vì giá xăng dầu tăng vọt khiến giá dịch vụ, giá sản phẩm vượt ngoài tầm với. Một phó thủ tướng khẳng định giá xăng dầu như thế chứng tỏ chúng ta đã điều hành giá linh hoạt, giá tăng ở mức độ chịu đựng được. Từ phân tích thiệt hơn của nhiều chuyên gia do áp lực của dư luận, cuối cùng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam cùng đồng ý từ 1 tháng 4 năm 2022 sẽ giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đánh vào xăng dầu, nhưng đó không phải là nhằm giảm bớt gánh nặng cho doanh giới và dân chúng. Bộ Tài chính Trấn An, việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đánh trên xăng dầu sẽ khiến nguồn thu cho ngân sách từ đầu tháng 4 đến hết năm 2022 giảm 23.954 tỷ, nhưng bộ này tin rằng việc giá dầu thô thế giới và giá xăng dầu trong nước liên tục tăng và được dự báo là có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới cũng có tác động làm tăng thu ngân sách. Bên cạnh khủng hoảng thiếu như Nam Hàn, so với Nam Hàn trong khủng hoảng thiếu, Việt Nam thừa hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, dư nhẫn tâm, thừa những viên chức ngoài chuyện bi bô về những thứ cao đẹp nhưng hết sức trùng trùng, không đủ cả trí lẫn tâm để nghĩ ra được bất cứ giải pháp nào nhằm khoan sức dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin khủng hoảng thiếu chứng minh thừa là đại họa. Tác giả Trần Văn được đăng trên VOA Tiếng Việt do ý nhi thời báo de trình bày cảm ơn quý vị và các bạn hẹn gặp lại vào bản tin lần tới từ berlin cộng hòa liên bang đức chào tạm biệt